Hello, chúng ta tiếp tục chơi Fire Alien. Mình đổi sang khẩu súng mới đấy. Gần đề với những tập cuối rồi. Cho chúng nó xông lên một thể đi. Rồi. Ông chùm nó chạy mất rồi đấy. Okay, mình sẽ giải cứu này một quả bóng bay. Một quả bóng bay này thì mình và anh Tinh mang về để làm cái gì? Chắc là để thổi à? Con gấu này chắc là vì để thịt này. Sắp hết rồi đấy. Ta đã vào nông trại ngô này, ấy xà, con bù nhìn này. Đổi số khác này. Cái này được. Con chim này chính là ai đây? Đây này này. Rất nhiều cặp đôi này tí húi trong bãi hoa hướng dương. Ồ đây này chịu. Yeah. À, đây này. Đây nữa này. Chim này. Chết này. Đông thế. Đây. Lộ. Ấy à, con này định bắt cái con bò mình này. Này, chỗ này trông như 3D luôn này. Ấy à. Ui, chậm có một tí thôi mà.
Tiếp kìa. Quá hết rồi. Đây chính là những người được cứu này. Một con bù nhìn, con chim, chim nữa này, cô gái. Hai anh bộ đội bị bắt. Chè. Chúng ta sẽ đến những cái chương cuối rồi này. Sao xoay được nhỉ? À đây đây đây. Cái ăn tem này. Mọi người đâu hết cả rồi. À đây đây. Đây đây. Em điền đây. Sắp đến ông trùm rồi đấy. Ông trùm sắp đến rồi. Chùm này, đời thủa nhà ai ông chùm để hóa trang thành một cái toilet. Cách gì sắp đến với ông chùm rồi. Đây nữa này, còn nữa này. Chúng ta đến với ông chủ cuối cùng. Wow, không bắn được.